quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Phương Anh quay ngoắt 180 độ về hình tượng, phong thái sành điệu đúng chuẩn fashionista. Sau khi trở thành đại sứ của tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, bộ ảnh mới nhất của Á hậu 1, Hoa hậu Việt Nam đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Khác với phong thái thường ngày của Phương Anh khi gắn liền với những bộ cánh tiểu thư, dịu dàng hay toát lên khí chất nàng hậu thanh lịch, Phương Anh đã khiến bất kỳ ai cũng phải hết hồn với hình tượng một fashionista thời thượng đúng hiệu. Theo đó, Phương Anh hóa thân thành một quý cô thành thị thời trang, khoác trên mình loạt trang phục quyến rũ cá tính. Là nàng á hậu có học thức cũng và vẻ đẹp dịu dàng, Phương Anh đang được cộng đồng yêu sắc đẹp kỳ vọng trong cuộc thi Miss International sắp tới. Những hình ảnh của Phương Anh được các chuyên gia phong cách biến đổi không ngừng để mang đến giới mộ điệu những góc nhìn khác của nàng á hậu. Xuyên suốt các mẫu thiết kế là những gam màu cực kỳ bắt mắt với ánh đồng, gold, sliver, một số họa tiết vô cùng cá tính như da rắn, kẻ sọc, caro trên nền ánh nhụ kim tuyến cực kỳ cao cấp. Phong dáng đi từ những item riêng lẻ như những chiếc jacket đầy cá tính, phối cùng chân váy hay đầm ôm sát body quyến rũ, đến những mẫu váy ngắn với những cut wrap tạo phong dáng lạ mắt và phức tạp, tất cả tạo nên hình ảnh một cô nàng quyến rũ nhưng vô cùng mạnh mẽ, tôn lên đường cong triệt để. Các chi tiết thủ công vô cùng tinh tế khi nhà thiết kế đã đính đinh sắt vào bề mặt vải, tạo ra một cách xử lý chất liệu vô cùng mới lạ và thú vị. Có thể nói, các thiết kế của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đã tôn lên một khía cạnh vô cùng đặc biệt của Á hậu Phương Anh. Đa số khán giả và fan sắc đẹp cho rằng họ hoàn toàn bị hấp dẫn bởi hình tượng mới lạ lần này của Á hậu học giỏi. Qua đó, vẻ đẹp hình thể của Phương Anh còn khiến người xem cũng phải xích xoa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.